150m, tiết kiệm được tới 4 tỷ. Và hôm nay Khá sẽ review cho mọi người một căn nhà ngay sát vách quận 7. Thì căn nhà này là hướng Bắc thì quanh năm lúc nào nó cũng mát hết. Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Nhật Đăng. Và hôm nay Khá sẽ review cho mọi người một căn nhà nằm ngay sát vách quận 7. Và căn nhà với diện tích ngang 4, dài 15, được xây dựng kết cấu một trệt, hai lầu sân thượng. Và hiện tại trên thị trường đang chào bán mức giá là 6 tỷ 200 triệu đồng. Căn nhà này hướng Bắc và đường trước nhà, như mọi người thấy là đường trước nhà là 4m, ô tô có thể vào tận nhà luôn. Đối với căn nhà đây, người ta làm tới hai hệ thống cửa lần 10, cửa cuốn rồi đây cửa nhôm sinh pha nữa. Máy lạnh này thổi mát ghê luôn á mọi người. Và nhắc tới mát thì căn nhà này là hướng Bắc thì quanh năm lúc nào nó cũng mát hết. Và khi Khá đứng ở trong không gian này thì Khá thấy những cái vật trang trí rất là lấp lánh, như mọi người thấy nè. Nẹp chỉ vàng kết hợp với đó là những cái dừa giả đá. Và bên kia thì có những cái hệ thống kính thị. Thì khi Khá đứng trong đây thì Khá cảm giác như là mình cảm giác mình dễ chịu rồi. Thì sau những ngày làm việc mà cực á, thì mà khi mà quay về căn nhà này, khi mà nhìn vô những cái đồ vật như vậy nè, thì làm cho tâm hồn của mình nó thư thái hơn. Và có thấy với một căn nhà với chiều ngang là 4m thì việc bố cục kê sofa và cái hệ tủ tivi này có thấy nó cũng hợp lý nha mọi người. Đây là một cái bộ sofa nó khá là lớn nè. Và phía đối diện đây là một cái hệ tủ tivi. Thì việc bố trí như vậy làm cái giao thông qua lại đây nè, như mọi người thấy là rất là thuận tiện luôn, Khá đi qua đi lại cũng rất là thoải mái. Và ở đây đã được làm một cái hệ tủ trang trí. Như mọi người thấy thì việc đặt một cái hệ tủ đây thì nó sẽ góp phần làm cho không gian bên trong nó trở nên riêng tư. Việc làm những cái lam này xen thì nó sẽ góp phần làm cho ánh sáng nó lọt qua đây một cách dễ dàng và không gian bên trong lúc nào cũng sáng hết. Và căn nhà này Khá có một điều chia sẻ cho mọi người là hiện tại chủ đang kêu với mức giá là 6 tỷ 2, nhưng chị chủ bật đèn xanh với Khá là căn nhà này thương lượng mạnh nha mọi người, được giá là bán liền á. Và nhắc tới căn nhà này thì có một điểm rất là đặc biệt là vị trí căn nhà này đây nằm sát vách quận 7. Và theo như Khá biết thì với những cái bất động sản mà cùng diện tích ở đây mà xe ô tô vào được thì ở quận 7 là giá nó khoảng tầm 9 đến 10 tỷ. Và từ đây á, chỉ mất có 150m thôi là mình đến cầu Phú Xuân mà qua quận 7 thì mình đã tiết kiệm được tới tận lên đến tận 4 tỷ. Và theo Khá nghĩ thì 4 tỷ là một cái số tiền khá là lớn nha. Và khi đứng ở vị trí này nè, mọi người nhìn tổng thể lên căn nhà đi, thì đã trang bị đầy đủ tất đáp ứng tất cả các công năng cơ bản rồi. Phía bên này còn có một cái nhà vệ sinh chung đặt ở phía đây. Khá mời mọi người đến với tầng 1 nha. Và tầng 1 được chia thành hai khoảng không gian chức năng. Đầu tiên là phòng master nha mọi người. Điều đầu tiên Khá thấy là cái việc lấy sáng của căn phòng này khá là nhiều nha mọi người. Ở bên đó có một cái hệ cửa sổ lớn, rồi bên đây còn có một cái lối dẫn ra ban công nữa. Thì do căn nhà này hướng Bắc nên ở trong phòng này không có sợ nóng đâu nha mọi người. Wow, đây là cái khoảng ban công khá là mát nha mọi người. Hôm 11 giờ trưa thì không có mát nổi nha. Và theo như Khá đi tâm sự với mấy hàng xóm kế bên á, thì Khá cảm nhận là mấy cô hàng xóm kế bên á rất là hiền nha mọi người. Và họ nói là cái khu dân cư này rất là yên tĩnh á. Như mọi người thấy là cái căn phòng này có diện tích vừa phải thôi, nhưng do chủ nhà sử dụng gỗ công nghiệp và bố trí nội thất một cách khoa học, do đó cái lối giao thông qua lại đây nó rất là thuận tiện. Như mọi người thấy đây có một cái hệ tủ nè, chị em tha hồ có thể để rất là nhiều đồ ở đây. Trên đây là có chỗ để vali nữa nè. Cái giường này chắc nha mọi người. Khi mọi người nhìn dưới không gian này thì mọi người sẽ hình dung ngay. Thì việc mà ở đây thì mình có thể làm một cái kệ sách. Phía bên này đây thì là một cái ghế để đọc sách. Thì khi mà việc ánh sáng tự nhiên, tận hưởng cái ánh sáng tự nhiên ở đây á, thì việc đọc sách của mình nó rất là hay nha mọi người. Và không gian phòng master thì cũng có cái một cái nhà vệ sinh đặt gọn gàng ở phía bên này nha. Đến với căn phòng phía sau thì Khá cũng đã thấy trang bị đầy đủ nội thất, từ giường tủ tới cả một cái hệ tủ tivi. Như mọi người thấy cái tủ này cũng sức chứa cũng lớn. Phía bên này đây thì là một cái cửa sổ nha mọi người. Thì ở cái khoảng không gian này nè là cái giếng trời nó thông từ trên nhà, nó thông xuống tới dưới luôn.
xíu nữa anh camera nhớ chèn cái cảnh mà giếng trời vô nghe nãy dưới tầng trệt mình nói á. Và tầng thứ hai thì cũng giống như tầng một, hãy xin phép bỏ qua mà mình bước cùng bước lên sân thượng luôn nha. À, đây là khoảng không gian sân thượng xa của ngôi nhà, nhưng mọi người thấy rất là nhiều nắng và gió đây, mình có thể phơi một cách thoải mái. Và theo lối này thì mình sẽ đi ra sân thượng trước. Anh camera, lại đây là lia cam cho mọi người coi nè. Đó là cái cầu Phú Sưng á, là 150m, là mình từ đây mình qua bên tới quận 7 rồi. Thì theo như Khánh nói vui một câu là nhà này thuộc quận 7 nhưng mà hộ khẩu là hộ khẩu Nhà Bè nha mọi người. 150m tiết kiệm được tới 4 tỷ. Mọi người làm gì với 4 tỷ có thể comment xuống phía dưới được phải không? À, và nếu mọi người thích căn nhà này thì có thể nhấc máy lên gọi Khá, số like Khá để bên phải màn hình. Và đừng quên là nhấn nút like và subscribe giùm Khá để anh em chúng Khá có động lực để ra những video mới cho mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào số tiếp theo. Giờ trời này 12 giờ trưa nắng quá.